Hello mọi người, cuối cùng là cũng đến nơi rồi nha. Ở đây là Lake Entrance, một cái town của Úc. Trong video ngày hôm nay Thanh chắc chắn sẽ rất là thú vị, bởi vì là khung cảnh ở đây rất là đẹp, rất là thiên nhiên. Chắc chắn là mọi người sẽ thích, vì vậy hãy tiếp tục theo dõi video của Thanh nha. Khởi hành vào lúc 4 giờ chiều nha mọi người. Từ thành phố Melbourne mà Thanh đi đến Lake Entrance thì cũng mất khoảng là 4 tiếng rưỡi đồng hồ. Thanh nghĩ mọi người nên lên ô tô nha. Chứ phương tiện công cộng giao thông ở những cái vùng nông thôn á thì nó sẽ không được tốt như là ở trung tâm Melbourne đâu. May quá, kịp đến ngắm hoàng hôn luôn, siêu đẹp và lãng mạn. Mọi người ơi, phải đến thôi. Những cái cặp tình nhân mà đến đây chỉ có một đường duy nhất là có baby ngay và luôn. Ok, bây giờ thì chúng ta bắt đầu nha mọi người. Đầu tiên thì chúng ta sẽ nói đến về nơi ở. Thì đợt này Thanh ở hotel nha mọi người. Hotel có tên là Esplanade. Khách sạn này là 4 sao ha. Bây giờ thì mình sẽ vào xem trong phòng có ok không nha. Phòng ốc ở đây thì diện tích và tiêu chuẩn là cũng khá giống như những khách sạn 4 sao trước mà Thanh đi nha mọi người. Phòng ốc thì sạch sẽ nha. Bồn tắm có chế độ massage, cũng rất là thích. Nói chung hai điểm này Thanh rất là ưng. Tuy nhiên có hai điều mà Thanh không thích lắm. Thứ nhất là trong phòng không có bàn chải, cũng không có kem đánh răng luôn. Thanh nghĩ một khách sạn 4 sao thì cũng phải có đúng không? Thứ hai là cái vòi tắm đó mọi người thấy không? Nó xa tít tít ở phía trên cao luôn á. Không có màn che nữa thì Thanh tắm một phát và nước nó văng tung tóe luôn. Mọi người thấy không? Thanh đi du lịch mà chăm sức khỏe ghê gớm không? Mua trái cây dự trữ. Nếu mọi người không thích thuê khách sạn giống như Thanh thì mọi người có thể thuê nhà giống như bạn Thanh như vậy nè. Một căn nhà như vậy thì giá khoảng là 280 đô, có hai phòng ngủ, nhà bếp, phòng khách, phòng giặt đồ. Nói chung là rất là phù hợp cho cả gia đình cùng du lịch. Tuy nhiên nó có hạn chế về cái mặt sạch sẽ cũng như là cái dịch vụ, nó không bằng như là mình ở khách sạn. Rồi tiếp theo thì mình sẽ làm gì và đi đâu? Đầu tiên thì mình phải kể đến đó chính là bãi biển Lake Entrance. Đi đến đây mà mình không ra bãi biển thì còn gì là đi du lịch phố mọi người. Tại vì đây là địa điểm chính của cái khu này mà. Bãi biển thì hơi bị bự và hơi bị đẹp nha mọi người. Thanh thích nhất ở bãi biển này là vì nó đẹp tự nhiên, tạo cho mình một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng và bình yên luôn á. Địa điểm tiếp theo đó chính là Footbridge nha mọi người. Đây là một cái cây cầu dành cho người đi bộ, nằm giữa trung tâm của Lake Entrance luôn, bắc ngang qua một cái hồ nối liền giữa đất liền với lại bãi biển. Trên cái cây cầu này mà mọi người đi thì nhìn cái view xung quanh là hơi bị đẹp luôn á. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đi tàu ngắm cảnh nha mọi người. Nói chung đây là một cái lựa chọn khá là ok. Giá vé cho một người là khoảng 55 đô. Thời gian đi thì tầm khoảng là 2 tiếng rưỡi đồng hồ. Đi một vòng hơi bị bự, nó lớn lắm. Đi qua nhiều nơi lắm mọi người. Ngắm rất là nhiều cảnh đẹp rồi chụp hình sống ảo các kiểu. Nói chung cả ngàn tấm hình. Người nào mà siêng chụp hình thì nhiều khi cả triệu tấm. Tại 2 tiếng rưỡi đồng hồ lận mọi người. Có điều là bạn nào mà bị say tàu, say xe đó thì phải cân nhắc khá kỹ nha. Tại vì mình đi chơi mà bị say sóng, mệt mỏi thì cũng hết vui rồi đúng không? Cái tour này thì mình đi một vòng lớn qua khá nhiều vịnh. Mỗi vịnh thì nó lại có một cái vẻ đẹp riêng. Nói chung anh thấy khá là đáng đồng tiền để mà mình đi. Tuy nhiên có một lưu ý là mọi người khi mà lên tàu nhớ là lên nhanh nhanh, lên càng sớm càng tốt để mà mình giành được cái chỗ ngồi đẹp thì mình sẽ ngắm được nhiều cảnh đẹp hơn. Còn không thì mọi người phải ngồi ở phía dưới thì sẽ không có ngắm cảnh được đẹp và thoải mái như là ngồi ở phía trên. Điều thứ tư đó chính là đạp xe đạp nha. Cái này đơn giản mà Thanh lại cảm thấy rất là thích luôn. Tại vì cái cảm giác mà mình ngồi trên ô tô rồi mình đi ngắm cảnh xung quanh á, nó khác so với mình đi đạp xe đạp mọi người. Đi qua những nơi này ngắm những cái cảnh mà chỉ có xe đạp mình có thể thấy được và cảm nhận được thôi. Thời tiết thì nó rất là mát mẻ, gió biển thì nó thổi vi vu. Nói chung là rất là thích nha.
Buổi tối thì thực sự ha, ăn xong Thanh cũng không biết đi đâu. Thế là Thanh nghĩ thôi mình đi chợ đêm thử có gì vui không. Thì trong này đa phần các trò chơi đều dành cho trẻ em thôi mọi người, chứ người lớn của mình thì cũng hơi chán. Nhưng mà có điều lâu lâu mình hóa thân thành trẻ con thì Thanh thấy nó cũng vui. Thanh chơi cũng hơi bị nhiều, thắng cũng khá nhiều, mà cái tiền mà thua lại cũng bị khá nhiều. Nói chung là cũng ok. Chơi đã rồi thì mọi người sẽ hỏi Thanh là bây giờ nên mua gì về làm quà đúng không? Thì nói đến Lex Entrance thì mọi người sẽ nghĩ đến đây là nơi rất là nổi tiếng dành cho những người thích đi câu cá. Vì vậy hải sản ở đây luôn tươi ngon. Thanh rất là recommend mọi người là hãy mua hải sản tươi sống về ăn và làm quà luôn, rất ngon luôn. Cuối cùng là mình sẽ ăn gì đây? Tới mục này thì thật sự hơi khó nói nha mọi người. Vì nhà hàng ở đây đóng cửa khá sớm, 5-6 giờ chiều mà Thanh thấy nó đóng cửa hết trơn rồi. Chỉ còn lại có một vài cái nhà hàng là mở cửa trễ thôi, nên thành ra nó cũng không có nhiều sự lựa chọn cho mình. Nếu mà các bạn có cần mua gì thì nhớ là phải đi sớm sớm, chứ không thì nó sẽ đóng cửa hết. Đồ ăn ở đây thì đa số là đồ Tây thôi, nếu mà kiếm đồ châu Á thì rất là ít. Thanh thấy đa phần là gà rán hoặc là fish and chips. Nói chung là không có nhiều đồ châu Á đâu. Thanh cũng không có nhiều những cái recommendations cho mọi người. Thì nếu mà các bạn muốn có thể lên Google và tìm xem những cái chỗ nào mà nó có review tốt và xếp hạng cao thì mình thử thôi nha. Vì đợt này Thanh bận đi làm, vì vậy Thanh chỉ đi được cuối tuần thôi, không có nhiều thời gian nên cũng không đi được hết tất cả các nơi. Bạn nào có nhiều thời gian hơn thì các bạn có thể tham khảo trên cái website của lexentrance.com để mà tham khảo thêm nhiều hoạt động nữa nha. Nếu mà các bạn có những cái trải nghiệm gì hay hay thì hãy bình luận ở phía bên dưới cái video này để cho Thanh biết nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Thanh. Hẹn gặp lại mọi người trong video sau. Bye bye.